Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Dũng Dâu Điện Máy. Ngày hôm nay ở video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách chọn đầu phun áp lực này để chúng ta lắp với động cơ điện cũng như là động cơ nổ để nó phù hợp và nó tương thích với nhau nhé. Hiện tại thì để mà nói là trên thị trường thì hai cái dòng đầu phun phổ thông nhất đó là cái dòng đầu phun 1 HP và đầu phun 2 HP. Và đối với đầu phun 1 HP ấy, để mà chúng ta lắp với động cơ điện ấy, thì đầu tiên ấy, chúng ta phải để ý ở phần thông số này. Ví dụ đầu 1 HP này các bạn thể nhìn thấy luôn này, cái vòng tua của nó là 800 đến 1000 vòng trên 1 phút này. Và đây nhà sản xuất người ta có hướng dẫn luôn là về động cơ. Động cơ thì các bạn sẽ lắp tương thích với là 1,1 đến 2,2 kW. Thì nếu mà đối với động cơ điện nhé, động cơ điện thì con 21 HP này thì mình khuyến cáo với các bạn là nên lắp từ 1,5 kW trở lên là đảm bảo là động cơ nó khỏe và nó kéo ổn định và nó không bị quá tải. Còn cái thông số của nhà sản xuất người ta đưa ra là từ 1,1 kW, nhưng mà nếu mà 1,1 kW ấy lắp thì cũng được thôi, nhưng mà nó sẽ không được khỏe và nó không đảm bảo được động cơ nó chạy bền bỉ và lâu dài. Nên là mình khuyến cáo các bạn là mình nên lắp với động cơ điện. Động cơ điện nhé, nó có hai phần, động cơ điện và phần động cơ nổ. Nếu mà động cơ điện thì các bạn lắp cho mình là 1,5 kW trở lên. Và nhớ luôn này, 1,5 kW nhưng mà nhớ các bạn là lắp với cái motor mà vòng tốc chậm nhá. Nghĩa là vòng tua của nó là 1450 vòng một phút. Chứ các bạn đừng lắp với cái motor 2800 vòng một phút nhá. Nếu mà motor 2800 vòng một phút ấy thì tốc độ nó chạy nhanh quá thì nó sẽ không đảm bảo là cái bộ bơm này này rồi là cái đầu phun của chúng ta nó sẽ bền đâu nhá. Nên là mình khuyến cáo các bạn là lắp từ 1,5 kW trở lên và lắp với motor là 1450 vòng một phút. Đấy là về phần động cơ điện nhá. Còn nếu mà với cái đầu phun 1 HP này các bạn mà lắp với động cơ nổ ấy thì đây của nó là 1,1 kW đến 2,2 kW. Thì các bạn chia ra động cơ nổ của nó thì nó sẽ tính công suất bằng ngựa hoặc là HP. Đối với các bạn trong miền Nam các bạn vẫn hay gọi là ngựa đấy, còn ngoài Bắc này thì gọi là HP. Thì các bạn với cái đầu 1 HP này, đây 1,5 kW thì các bạn chia ra một ngựa của nó bằng hơn 700W. Thì các bạn chia ra luôn, nếu mà 1,5 kW thì các bạn với cái đầu 1 HP này các bạn lắp cho mình là thấp nhất là từ cái động cơ nổ là phải từ 2 HP trở lên nhá. 2 HP trở lên thì nó mới kéo được với cái đầu 1 HP này. Nhưng mà mình khuyến cáo các bạn là nếu mà có lắp ấy với động cơ nổ ấy, động cơ xăng thì các bạn nên lắp từ 3 HP trở lên, có nghĩa là từ 3 ngựa trở lên thì nó sẽ đảm bảo là cái động cơ nổ chúng ta nó sẽ kéo cái đầu 1 HP này nó khỏe. Và mình cũng khuyến cáo các bạn luôn nhá là nên lắp cái động cơ từ 3 HP trở lên và lắp cái động cơ tua chậm nhá. Động cơ thì xăng ấy bây giờ nó có hai loại, nó là tua chậm và tua nhanh. Lắp tua nhanh thì cũng được thôi, nhưng mà vấn đề là nếu mà tua nhanh quá ấy, thì cái đầu phun của chúng ta này nó sẽ không đảm bảo được bền. Nên các bạn là lắp cho mình là tua chậm nhá. Đấy, đấy là xong cái phần đầu 1 HP này. Tiếp theo là sang cái đầu 2 HP này. Đây cái đầu 2 HP đây. Thì các bạn có thể thấy luôn là cái đầu HP 2 HP này to hẳn luôn. Với cái đầu 2 HP đấy, về phần động cơ điện đấy, đây các bạn nhìn thấy luôn này. Nhà sản xuất người ta đưa ra cái thông số để lắp với động cơ điện là từ 2 đến 3 kW. Đấy, có nghĩa là đối với đầu 2 HP này thì các bạn sẽ lắp cho mình là riêng về phần động cơ điện đấy. Các bạn sẽ lắp cho mình là với motor từ 2,2 kW trở lên nhá. Nhớ là 2,2 kW trở lên và motor là 1450 vòng một phút nhá. 1450 vòng một phút chứ không lắp motor 2800 vòng nhá. 2800 vòng thì cái vòng tua nhanh thì cái đầu này nó sẽ không được bền này. Còn đối với cái đầu 2 HP này về động cơ nổ ấy thì các bạn sẽ lắp cho mình là đây 2 kW này. 1 HP bằng 700W, các bạn chia ra này bằng 3 HP này. Nếu đối với đầu này ấy, mình khuyến cáo các bạn nếu đối với đầu 2 HP này thì các bạn lắp cho mình là ít nhất nhá. Ít nhất thì các bạn cố gắng lắp cho mình là cái động cơ của nó là phải từ 5 ngựa trở lên, nghĩa là 5 HP trở lên.
thì để đảm bảo cái động cơ nó sẽ kéo được cái đầu 2HP này nhẹ nhàng, và để đảm bảo là cái độ bền của động cơ nó được ổn định nhé. Đấy, có nghĩa là về 2HP thì về động cơ điện các bạn lắp cho mình là từ 2,2kW trở lên, và động cơ nổ ấy thì các bạn lắp cho mình là từ 5HP trở lên nhé, là đảm bảo nhất. Còn trên thị trường bây giờ để nói về cái đầu 1HP này và 2HP này, nó có rất nhiều mã này, nó chia ra. Có nghĩa là mỗi công ty người ta đặt một cái mã riêng, các bạn hiểu không? Ví dụ đây là 2HP thì họ đặt mã là HA30. Còn con 1HP này, đây so hai con này, nó to nhỏ khác hẳn nhau luôn. Con 1HP này của nó thì nó lại đặt mã là HA26. Còn tùy công ty nhé, có những công ty họ nhập về người ta đặt là ví dụ là 4555 hoặc là 4060 hoặc là 3540, thì cái đấy mình không quan tâm nhé. Mình chỉ quan tâm và cái mấu chốt vấn đề là nó đơn giản là như này này, nó chỉ có hai loại thôi, phổ thông nhất là 1HP và 2HP. Đấy, nó đơn giản là như thế. Đầu 1HP nhỏ hơn, đầu 2HP là lớn hơn. Đấy, vừa rồi cái video này thì mình đã hướng dẫn các bạn cái cách để mình lựa chọn cái động cơ điện cũng như động cơ nổ phù hợp với cái đầu full của chúng ta, nghĩa là đầu 1HP và 2HP là hai cái đầu phổ thông nhất trên thị trường. Và để mà chọn được cái đầu full để đảm bảo về tiêu chuẩn và chất lượng ấy, thì các bạn nhớ xem lại trên kênh mình nhé. Có một cái video mình đã hướng dẫn các bạn mà cái cách để chọn và test được và mua được một cái đầu full này nó đạt tiêu chuẩn về chất lượng. Rồi, cái video này mình cũng xin tạm dừng tại đây nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Nhớ like, subscribe và đăng ký kênh nhé.